Giọng ca của con sáo được nằm trong cuốn sách câu chuyện nhỏ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review con cánh cam. Ở trong cái miếng đề can này sẽ có một cái hình con cánh cam, có cái vỏ cánh của nó và cái thân mình của nó đều là màu xanh óng. Và chú con cánh cam này có cái đôi cánh rất là cứng cáp với 6 đôi chân và có một cái đầu rất là nhỏ và gồm có hai chiếc râu ở trên cái đỉnh đầu. Có một cái cây rất to, nó rất yêu mến một cậu bé. Cậu bé này cũng rất yêu cây, hàng ngày cậu đều đến chỗ cái cây để ngồi. Cậu hái lá làm vương miện, rồi làm xích đu trên những cành cây hoặc nằm dưới bóng cây để ngủ. Cây to này cảm thấy rất vui, cậu bé dần dần trưởng thành và không làm bạn với cây to nữa. Cây to cảm thấy rất lạc lõng, cô đơn nhưng mất mát một cái gì đó. Một hôm cậu bé lại đến bên cây to. Cây to vui mừng đến run rẩy toàn thân. Đến đây đi cậu bé, hãy trèo lên cây. Nhưng cậu bé nói, cháu không còn là trẻ con nữa, cháu không muốn trèo cây nữa. Cái cháu cần là tiền, ông có giúp cháu được không? Xin lỗi cậu, tôi không có tiền. Có điều, cậu có thể hái quả của tôi bán đi để lấy tiền. Và cậu bé trèo lên cây rồi hái hết quả. Cây to rất vui sướng. Rất lâu chàng trai trẻ lại đứng nhìn lên cây. Cây to vui đến nỗi không nói thành lời. Nhưng lần này chàng trai trẻ muốn một căn nhà. Cây lớn liền bảo thằng trẻ, chàng trai trẻ hãy chặt những cành cây để làm nhà. Chàng trai liền nhận lời, cây to rất vui sướng. Rồi lâu sau chàng trai trẻ lại tìm đến. Lần này anh ta cần một chiếc thuyền để đi xa. Chàng trai nghe lời cây to, anh chặt cả thân cây để làm một chiếc thuyền. Cây to vô cùng vui vẻ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review với câu chuyện Lão nông không làm mà hưởng được nằm trong cuốn sách câu chuyện nhỏ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review con cào cào. Con cào cào thì ở những vùng nông thôn, ở những cái vùng đồng cỏ sẽ có rất là nhiều con cào cào. Và trên cái bức ảnh này sẽ có một cái chú cào cào màu nâu nâu và có nhiều đốm đen ở trên cái cánh của chú cào cào. Con cào cào có một cái đôi mắt rất là to. Các bạn nhìn thấy ở trên đầu nó sẽ có một đôi mắt rất là to và có một cái bộ râu. Chú cào cào này có hai cái càng ở đằng sau rất là khỏe và dài để giúp chú có thể nhảy cao nhảy xa được. Thời xuân thu ở nước Tống có một lão nông phu. Mỗi ngày ông đều đi làm rất sớm và về rất muộn, chăm chỉ cấy cày trên mảnh đất của mình. Một buổi trưa nọ, lão nông phu bận rộn cả nửa ngày nên cảm thấy rất mệt. Ông ngồi nghỉ một dưới gốc cây giữa ruộng. Đột nhiên một chú thỏ rừng từ đâu chạy lại, đâm sầm vào gốc cây cách chỗ lão nông không xa, rồi bất tỉnh ở đó. Lão nông phu nhìn thấy, vui mừng, vội vã chạy lại. Ông ta nhặt thỏ lên, nghĩ thầm trong lòng, không ngờ mình không hề tốn chút công sức nào, lại bắt được một con thỏ thế này. Sau này, mình muốn ngày nào cũng nhặt được thỏ, chứ không phải làm vất vả như hôm nay nữa. Thế thì thật là tuyệt vời.
Từ đó về sau, lão nông phu không làm việc đồng áng nữa, chỉ ngày ngày ngồi đợi thỏ bên gốc cây, hy vọng chú thỏ nào đó lại đâm vào gốc cây lần nữa. Một thời gian dài trôi qua, ông ta không ngồi bên gốc cây để đợi thỏ được nữa. Hoa màu ở ruộng nhà ông đã trở thành hoang dại. Câu chuyện này rất nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Mọi người đều cười hành động ôm cây đợi thỏ của lão nông. Đạo lý lớn trong câu chuyện nhỏ, phải biết rằng có làm thì mới có ăn, bất cứ thành quả nào đều phải đổ mồ hôi nước mắt, cần cù chăm chỉ mới có được. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Người nước sở mò kiếm được nằm trong cuốn sách Câu chuyện nhỏ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Sở Tương Vương biết sai là sửa được nằm trong cuốn sách Câu chuyện nhỏ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review con chuồn chuồn. Một chú chuồn chuồn thì có một cái đôi cánh có bốn cái cánh trong suốt, và các bạn nhìn thấy là cái thân hình của chú chuồn chuồn cũng khá là nhỏ, và chú chuồn chuồn có hai cặp mắt lồi lên rất là to, và cái đuôi của chú cũng khá là dài nhỏ. Chú chuồn chuồn thì nó sẽ, khi các bạn nhắc đến, chúng ta sẽ liên tưởng đến về thời tiết, tại vì chú chuồn chuồn nó báo dự báo thời tiết cũng rất là chuẩn.